Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay là mình đây, thì mình cập nhật cái lô xe Sonic phiên bản mới cho anh chị và các bạn nha. Những phiên bản độ màu rất là đẹp luôn. Đợt này thì cũng có nhiều phiên bản độ màu, mình sẽ quay chi tiết cho anh chị và các bạn ha. Giá này là giá ở giữa tháng 6 nha mọi người. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có anh Thảo sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn nha. Mời anh Thảo ạ. Chào mọi người nha. Hôm nay mình vào cuối giữa tháng 6 thì mình xin giới thiệu về dòng Sonic màu mới mà bữa giờ rất là hot luôn. Thì cửa hàng mình mới về máy mẫu mới thì mình xin giới thiệu cho các bạn luôn nha. Thì chiếc này là chiếc Sonic màu trắng xanh đen nha, rất là đẹp luôn các bạn. Đối với màu trắng xanh đen thì mâm nó sẽ đi là mâm đỏ, rất là đẹp luôn nha các bạn. Tem của nó là đằng sau là nó sẽ có những cái viền màu vàng và chữ 150R nha. Đây nó có chữ 3D rất là đẹp luôn các bạn. Phía trước cái màu này á thì giá của nó hiện tại là 56 triệu nha các bạn, bao thế VAT luôn nha. À, là cộng màu đủ hết rồi, là trọn gói là con này là 56 triệu. 56 triệu, còn là biển số ở đâu thì chỉ cộng vô thêm thôi nha. Đối với những cái màu xanh này á thì các bạn mua gốc các bạn trả trước còn là 9 triệu là các bạn mua được rồi nha. Rồi, rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, trả trước 9 triệu. Rồi, màu thứ hai. Tiếp theo là màu vàng nhé, màu vàng đen. Màu này đăng kiểm của nó là màu vàng đen nhé. Đen của nó rất là đẹp luôn, Sonic, Honda Sonic. Các bạn nhìn kỹ nhé, nó đi một vườn tem rất là đẹp luôn. Màu vàng thì màu vàng thường là đi cũng không tỏ luôn nha các bạn. Còn nếu các bạn muốn sơn lên mâm bạc hay là mâm đen thì đều có luôn nha. Đối với cái màu này thì cũng giá của nó cũng 56 triệu thôi. Mua góp thì các bạn trả trước cho mình tầm khoảng là 9 triệu cũng là mua được rồi nhé. Sonic là hiện tại đang giảm giá rất là mạnh luôn á. Các bạn mà hiện tại là cũng đang dịch nên là bên cửa hàng nó có ưu đãi là giảm 1 triệu nha các bạn. Nếu mà trong tháng này các bạn mua thì các bạn giảm thêm 1 triệu nha. Giảm 1 triệu. Dạ. Còn dòng này ví dụ như mình lấy cà vẹt gốc thì trả bao nhiêu em? Đối với cái dòng này á, các bạn lấy cà vẹt gốc là các bạn chỉ cần trả trước tầm khoảng là 20 đến 25 triệu nha. 20 tới 25 triệu là có Sonic. Có cà vẹt gốc luôn. Rồi, giới thiệu thêm một số mẫu cũng độ màu nữa nha mọi người. Rồi, màu đen này, màu này bây giờ đang hạ giá. Đối với cái màu này thì đại giá của nó chỉ còn có 53 triệu thôi các bạn. Màu này thì có 53 thôi à. Các bạn ơi, lớp trả trước cầm khoảng 7 triệu cũng được rồi nha các bạn. 7 triệu. Rồi, qua đây, con này là con Sonic đẹp son nè. Bây giờ anh em mình có con Sonic đẹp son này mới về luôn nha. Tên của nó là tên đẹp son nha các bạn. Honda đẹp son nha. Màu này là cái màu này là màu zin luôn chứ không phải là sơn nha các bạn. Bên mình là cái màu là zin luôn. Màu zin đi mâm màu đen nha mọi người. Thường họ đi mâm màu cam nhưng mà con này là mâm màu đen. Nếu mà các bạn muốn lên mâm màu cam thì thêm 500 ngàn nữa là được thôi nha. 500 ngàn. Dạ. Con này giá nhiêu em? Giá con này 56 triệu đó các bạn. Giảm 1 triệu là còn 55 nhé. 56 giảm 1 triệu còn 55. Dạ. Cứ xem kênh là giảm trực tiếp 1 triệu cho anh chị và các bạn luôn. Dạ. Rồi. Rồi, cái màu này là màu đặc biệt rất kinh nhá, trắng đỏ rất kinh. Màu này là màu đặc biệt của dòng Honda Sonic nha. Đối với cái màu này thì giá của nó hiện tại chỉ còn là 55 triệu thôi nha các bạn. Bao thuế với VAT là nha các bạn. Màu đỏ này thì 55 triệu. Dạ. Mua góp thì các bạn đã chiếm 90 triệu là mua được rồi nha. Rồi, tiếp tục qua cái màu sắm xi măng. Cái tem cũng rất là đẹp luôn các bạn, nhìn kỹ là tem rất là đẹp luôn. Sám xi măng đi với cái Sonic màu trắng vàng nhé. Viền thì màu đen và đó, kết hợp một số họa tiết vàng đỏ. Tem đằng sau của nó cũng là rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Đối với cái màu này thì giá của nó hiện tại cũng 56 triệu nha. Bớt 1 triệu là còn 55 triệu nha. Bao thế là các bạn, bao thế VAT rồi.
rồi. màu bạc thì màu bạc nhà này bán cũng nhiều đúng không? Nhà này bán cũng rất là nhiều luôn. Thì đối với cái màu này thì giá của nó hiện tại cũng tầm khoảng là 56 triệu thôi nha. Rất là đẹp đúng không ạ? 56 triệu. Dạ. Bao VAT? Đó. Các bạn nào mua thì giảm triệu đó. Dạ, đúng rồi. Cứ tới gặp anh Thảo nha mọi người. Các bạn mua thì cứ tới gặp liên hệ anh Thảo rồi. Liên hệ với mình trên số điện thoại ở trên nhé. Các bạn cứ gọi điện hoặc các bạn nhắn tin qua Zalo cho mình đó, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn và giảm cho bạn triệu các bạn đến mua xe luôn nha. Rồi. Còn bên này nữa. Còn này là màu xanh. Màu xanh thì mình rất là nhiều luôn các bạn. Bên này thì cái tem của nó là màu da cam nha các bạn. Thuyền Honda màu trắng, nó có chữ Portin, rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, đối với màu này cũng là 56 triệu nha, với 1 triệu còn 55 luôn nha. Rồi, dạ. Màu bên này nữa, màu này cũng mới về. Màu xanh cũng mới lên luôn nè. Màu này bữa giờ rất nhiều bạn hỏi luôn nha. Thì hôm nay bên mình cũng về cái màu này rồi nha. Đây, màu này thì cái tem của nó là tem màu vàng, rất là nổi luôn các bạn. Nhưng mà riêng con này thì mâm của nó màu đỏ nha, mâm của nó là màu đỏ. Đối với cái màu này thì giá hiện tại của nó cũng chỉ là 56 triệu thôi nha. 56 triệu thôi. Dạ, để VAT luôn. Ok. Còn cái màu mà màu zin thì nó có màu đỏ, đỏ đen, đỏ đen và màu trắng đỏ đen. Hai màu này thì nó cũng đồng giá luôn nha các bạn. 53 triệu không? 53 triệu luôn. Đó, màu zin thì chỉ có 53 triệu thôi mọi người. Bạn chú ý không? Rồi, mình qua Raider, đợt này sai chia. Đây là con mới về cho các bạn thấy người đó các bạn. Con Raider hay sai chia không? Con này sai chia không? Rồi, sai chia mới về nè, đợt này bán sai chia cũng nhiều rồi. Bữa giờ cái màu này rất là nhiều bạn mua luôn này. Mình sơn mấy con rồi đó. Các bạn xem kỹ nha. Sachi nha, đây là Sachi nhập khẩu nha các bạn. Đây, F150, màu rất là đẹp luôn. Con này thì giá như không? Là xanh ngọc, giá của nó là tầm khoảng là 53 triệu nha. Bao VAT luôn nha các bạn. 53 triệu bao VAT. Rồi, còn nếu mà Sachi màu zin? Màu này màu zin đó thì nó chỉ còn 51 triệu các bạn. Bao VAT luôn nha. Còn là Sachi, Sachi nhập khẩu nha. Nhập khẩu Việt Nam á, sao chia Việt á. 51. Đã trước nhiêu không? Đã trước tầm khoảng 7 triệu là lấy xe về nha. 7 triệu lấy xe về. Có những cái bên này rất là nhiều luôn. Có màu màu trắng đỏ đen nè. Màu này là màu trắng đỏ đen nha. Xe chia Việt luôn nè. Đối với cái dòng xe này nó cũng chỉ 51 thôi nha. 51 triệu mua gót và trước 7 triệu là mua một lần. Rồi. Đó. Đây, một này cũng là một phân chia luôn. Rồi Raider đi em. Raider một số mẫu đợt này sau Raider tính ra là bán nhiều nhỉ. Đúng rồi, Raider. Raider sao chia được cũng quá nhiều còn lại. Đó, Raider là mẫu mới 2021 luôn các bạn ơi. Đây, mẫu này là màu xanh xanh vàng. Giá nhiêu? Xanh đen nha. Giá của nó hiện tại là cũng chỉ là 48 triệu nha các bạn. Bao thuế VAT nha. Bao thuế. Còn số ở đâu thì các bạn vào được rồi. Rồi con tương tự là 48 triệu bao thuế luôn đúng không? Cả trước bao nhiêu em? 48 triệu bao thuế, cả trước tầm khoảng 45 triệu bao thuế. 45 triệu nhận xe. Rồi, thì mình và anh Thảo vừa lướt qua cho anh chị và các bạn là Raider, Sachia và Sonic. Giá của ở giữa tháng 6 á, anh chị và các bạn nào mua thì mình tranh thủ thời gian mình ghi tới mình gặp anh Thảo á, sẽ bớt từ 1 triệu cho anh chị và các bạn luôn. Thì mình xin nhắc lại cái thủ tục trả góp á, là các bạn chỉ cần chứng minh mẫu hoặc là nếu không có thì chứng minh bằng lái cũng được nha. Rồi hỗ trợ cho các bạn từ 18 tuổi trở lên là mua xe được rồi nha các bạn. Đối với những bạn ở xa và không có trong mùa dịch này, ví dụ như là không có để mang xe về á, thì bên mình hỗ trợ mang xe về cho các bạn luôn nha. Ship xe toàn quốc hả? Đúng rồi, ship xe toàn quốc nha các bạn. Rồi ok. Các bạn lên cửa hàng làm hồ sơ xong rồi bên mình sẽ giao xe tận nhà luôn nha. Rồi ok. Thì hôm nay mình báo giá nhập xe này sau khi tăng ít vào giữa tháng 6 này. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm đến clip này nha. Và các bạn đến sau nha.